Như vậy là được rồi bác ơi. Có thêm đỡ nhờ. Dạ. Yên nó khoái màu nổi. Tới nhà Huyền. Tới nhà chị Huyền. Dạ, giờ đứng đâu đây bác? Ăn đi chứ, để nhá.
trong nhà thấy khó. Cho người xa về đây xung đời. Tết 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 là tết là tết. Con cháu mà quay quần bên nhau. Cho bà chị thơ cùng khoe áo mới. Cho những em nghỉ gì trẻ con. Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau. Chúc nhau một năm an lành bên nhau. Hai đứa này nó mặc áo mới cái nó chui vô trong đó. Từ nãy giờ quay rồi. Quên con người đàn mới thì cùng khoe áo mới. Cho những em nghỉ gì trẻ con. Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau. Chúc nhau một năm an lành. Đây là nhà của Trinh, thành viên ca đoàn Mân Côi. Các bạn mua bán, sửa chữa, trao đổi các loại điện thoại thì hãy liên lạc với số 165A Nguyễn Văn Khả nha. Rồi chúng ta cùng bước vào nhà. Mùa xuân đem đến đây, tình yêu ngày mới, xa đủ lại.